Xin chào quý khách quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các video clip đồ gỗ mới nhất. Hôm nay ngày 6 tháng 1 năm 2024, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Lành vừa với dựng mộc xong bộ hoành phi câu đối gỗ gụ. Và đây là chất liệu gỗ gụ của Lào, được làm theo yêu cầu của gia đình anh Bình tại Yên Phong, Bắc Ninh. Gia đình anh Bình đã đặt chúng tôi trong cái thời gian vừa qua và hôm nay chúng tôi có dựng xong mộc và có quay lại video clip giới thiệu phần mộc tới gia đình cũng như tới tất cả quý khách hàng đang quan tâm trên toàn quốc nói về hoành phi câu đối. Bộ hoành phi câu đối này có thông số kích thước như sau. Bức hoành phi được thiết kế với chiều dài là 1m76, chiều rộng là 69, ván bên trong dày 3.0cm, được điêu khắc chuyện tàu lá dắt làm theo lối cổ và ba chữ Hán nôm chính là Phụng Tổ Đường. Gia đình anh đặt bức hoành phi câu đối này được kê vào nhà thờ Ba Gian và nhà thờ Tư Gia, chính vì thế mà anh đã chọn đó là chữ Phụng Tổ Đường. Phiên bản chữ Phụng Tổ Đường này có phụ đề tiếng Việt để cho quý khách dễ hình dung về bản nghĩa, đó là phụng thờ tổ tiên tại Tư Đường. Đây là chất liệu gỗ gụ của Lào. Khuôn tranh dày 6 phân, ván dày 3 phân. Đây chính là thông số yêu cầu theo với gia đình của anh Bình tại Yên Phong, Bắc Ninh. Mẫu được làm theo mẫu lối cổ và ba chữ Hán nôm chính là Phụng Tổ Đường. Phụng Tổ Đường ý nói là phụng thờ tổ tiên tại Tư Đường. Và đây là phía sau được thiết kế 3 chiếc thang én. Đây là chúng tôi đang thiết kế, đó là ván là dày hơn khung, chính vì thế mà ván lồi phía sau ở bên ngoài so với phần khung tranh. Khung tranh dày 6 phân. Đồ gỗ Đồ Thời Lành nhận thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và theo các bản chữ do gia đình đưa riêng. Chữ Phụng Tổ Đường chúng ta kê vào Tư Gia, 1m76, rộng 69. Và tiếp theo tới phần câu đối. Câu đối này cũng có chiều dài là 1m76, rộng 28 và dày là 4cm. Câu đối vế phải là Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh. Đối với vế trái là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh. Bộ đôi câu đối này cũng có ý nghĩa rất là cao. Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh, ca ngợi về chữ Đức, mong cho được muôn đời được thịnh vượng khi chúng ta có đức sáng. Và Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh, đó là ca ngợi chữ Đức và chữ Phúc. Chữ Phúc thì mong cho cuộc sống sung túc, đủ đầy, hạnh phúc. Chữ Đức thì là người có tâm, có đức, mong cho được muôn đời được thịnh vượng, thái bình. Hoành phi câu đối, chất liệu gỗ gụ của Lào và kích thước chúng tôi cũng đã báo trên video. Quý khách cần tư vấn về hoành phi câu đối thì liên hệ trực tiếp với Đồ Gỗ Hiền Lành qua Zalo 0986883349 hoặc 0985226684. Đồ Gỗ Hiền Lành tại làng nghề La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Chúng tôi là một đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian, liên tục cập nhật các cái mẫu hoành phi câu đối mới nhất để quý khách được chiêm ngưỡng và tham khảo, cũng như về mẫu mã, kích thước. Chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube, Zalo, Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc TikTok Đồ Gỗ Hiền Lành. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn quý khách hàng đang quan tâm theo dõi các video clip nói về hoành phi câu đối. Bộ hoành phi câu đối này được làm 100% từ chất liệu gỗ gụ được nhập khẩu từ Lào về Việt Nam. Một chất liệu gỗ có độ co ngót vừa phải trong cái thời tiết nắng nóng, nóng ẩm mưa nhiều như ở miền Bắc hiện nay. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng tại Gia Bình ở Yên Phong, Bắc Ninh. Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh, Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh đều có phụ đề tiếng Việt. Câu đối phẳng, diềm là bầu rượu túi thơ, trên là phượng hoàng dưới kỳ lân. Đây cũng là mẫu được rất nhiều gia đình sử dụng trong cái thời gian vừa qua. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi video clip.